báo số 9 trực cấp 12 đang hướng vào Bình Thuận, Bến Tre. Dự báo khoảng 10 giờ đêm nay 24 tháng 11, vùng tâm bão số 9 với gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12 sẽ nằm trên vùng ven biển từ các tỉnh Bình Thuận đến Bến Tre. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc và 109,0 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 100 km, cách Phan Thiết khoảng 180 km, cách Vũng Tàu khoảng 230 km, cách Bến Tre 270 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km trên 1 giờ, giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 10 giờ đêm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc và 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất vẫn giữ ở cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Theo đó, khu vực có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, có bán kính khoảng 150 km. Khu vực có gió cấp 10, giật cấp 12, có bán kính khoảng 50 km tính từ tâm bão. Do ảnh hưởng của bão số 9, trong sáng nay tại khu vực đảo Phú Quý, Bình Thuận đã đo được gió giật cấp 8, tại Nha Trang, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển Nam Trung Bộ đã có mưa to, phổ biến từ 50 đến 80 mm trên 12 giờ. Rà soát hồ chứa xung yếu sẵn sàng di dân. Trước diễn biến phức tạp và những nguy hiểm khó lường của cơn bão số 9, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp bàn và triển khai công tác phòng chống bão. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nhấn mạnh các địa phương đặc biệt cảnh báo người dân cảnh giác đề phòng lốc xoáy nguy hiểm trước bão. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ trong vùng ảnh hưởng của bão tiếp tục rà soát địa bàn để quản lý chặt chẽ công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa, phương án xử lý lũ khi có mưa lớn cục bộ. Ông Nguyễn Trường Sơn cũng lưu ý công tác ứng phó bão phải hoàn thành trước 16 giờ chiều nay, khi dự báo sẽ đổ bộ đất liền vào đêm nay. Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn. Theo đó, ba tỉnh này được yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét và các vùng có nguy cơ ngập sâu khi có mưa lớn, đồng thời sẵn sàng phương án di dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Các địa phương kiểm tra toàn bộ các công trình hồ đập xung yếu và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước. Đơn vị quản lý công trình phải tổ chức lực lượng ứng trực, vận hành đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đồng thời đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Bão số 9 giật cấp 11, sóng biển cao 5-7 mét. Đảo Phú Quý, Bình Thuận là khu vực đầu tiên hướng tâm bão số 9, có tên quốc tế là cơn bão Usagi, hiện đang có gió giật cấp 11 và sẽ khiến sóng biển gần tâm bão cao 5-7 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay 23 tháng 11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc và 113,0 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km trên 1 giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai 24 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc và 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 230 km về phía đông, cách đảo Phú Quý khoảng 130 km về phía đông, đông nam. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km trên 1 giờ, giật cấp 12. Theo đó, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, có phạm vi khoảng bán kính 180 km tính từ tâm bão. Trong cuộc họp diễn ra tối ngày 21 tháng 11, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nhận định đảo Phú Quý, Bình Thuận là khu vực đầu tiên chịu ảnh hưởng của tâm bão số 9. Dự báo sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 5-7 mét, vùng gần bờ cao 3-5 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo do ảnh hưởng của bão ở khu vực phía Tây, vùng biển giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh.
Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh từ cấp 6 trở lên là khu vực vùng biển từ vĩ tuyến 9 đến 13 độ vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 115 độ kinh Đông. Bắt đầu từ trưa nay, không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu bão số 9, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Bắt đầu từ sáng mai 24 tháng 11, gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Dừng mọi hoạt động giảng dạy học tập từ trưa 12 giờ. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn về dừng các hoạt động giảng dạy học tập tránh bão số 9. Sáng ngày 24 tháng 11, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tất cả các trường học các cấp ngừng tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 24 tháng 11 năm 2018 để tránh bão số 9. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24 tháng 11, bão số 9 cách đảo Phú Quý khoảng 110 km, cách Phan Thiết khoảng 210 km, cách Vũng Tàu khoảng 300 km, cách Ba Tri khoảng 340 km. Trong chiều và đêm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rất to, phổ biến 200 đến 250 mm và có khả năng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Gần 2 triệu học sinh thành phố Hồ Chí Minh nghỉ học tránh bão số 9. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và các thầy cô giáo. Trước nguy cơ cơn bão số 9 có nguy cơ ập đến, đổ bộ vào địa bàn thành phố, theo chỉ đạo, tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngừng tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập cũng như các hoạt động vui chơi giải trí. Dã ngoại bắt đầu từ 12 giờ ngày 24 tháng 11. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản chỉ đạo tới các trường học trung học phổ thông, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục nằm trên địa bàn. Khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số 9 và mưa lũ có thể đổ bộ trực tiếp vào thành phố. Trong văn bản của Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh các trường cần phối hợp với phụ huynh, quản lý học sinh. Để đảm bảo an toàn, nhà trường chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lực lượng, phân công kiểm tra, bảo vệ hệ thống thiết bị, cơ sở vật chất trường học và xử lý mọi tình huống khi bão di chuyển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24 tháng 11, bão số 9 cách đảo Phú Quý khoảng 110 km, cách Phan Thiết khoảng 210 km, cách Vũng Tàu khoảng 300 km, cách Ba Tri Bến Tre khoảng 340 km. Trong chiều và đêm ngày 24 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rất to, phổ biến 200 đến 250 mm và có khả năng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Hãy xem đội tuyển Việt Nam Campuchia vì bão số 9. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chiếu trận. Đội tuyển Việt Nam Campuchia vì bão số 9 đang ảnh hưởng đến thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin của phóng viên, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng chiếu bóng đá ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vì thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bão số 9. Được dự kiến sẽ gây ra mưa lớn, có lốc xoáy. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ chiều và đêm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có mưa rất to, 200 đến 250 mm và có khả năng xảy ra dông, lốc xoáy. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ xảy ra mưa lớn kết hợp chiều cường gây ngập lụt diện rộng. Trước việc ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định ngừng chiếu bóng đá ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào chiều nay khi đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia ở loạt cuối bảng A AFF Cup 2018. Trước đó, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh lắp 8 màn hình LED ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người hâm mộ xem đá bóng. Lãnh đạo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ ngừng phát chiếu đến đầu tháng 12, thời điểm đội tuyển Việt Nam đá bán kết AFF Cup 2018 sẽ cho lắp màn hình LED trở lại phục vụ người hâm mộ. Màn hình LED sẽ được lắp lên con số 10 so với 8 màn hình ở các trận đấu vòng bảng. Trong các trận đấu trước đó, người hâm mộ đã coi rất đông ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Malaysia và Myanmar. Đây là việc làm quen thuộc của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh.
nhằm phục vụ người hâm mộ yêu bóng đá, nhằm tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam thi đấu tốt. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra vào lúc 19:30 ngày hôm nay, trực tiếp trên kênh VTV6. Khả năng lớn là thầy trò, huấn luyện viên Park Hang-seo giành 3 điểm và có ngôi đầu bảng A.